Rồi, em xin chào anh em, chào các bác. Thì tiếp tục là em test con ly Luckman L505 UX Gold để gửi cho bác khách nha. Và đây là cái thùng xốp của này bác nha, của bác nha. Thùng là thùng Gold, đúng thùng, đúng series luôn. Phụ kiện cho các bác thì vẫn có là khiển rin này, còn trong bọc của nó này dây nguồn rin của bác này nha, catalo này, rồi áo trùm này, muốn xốp đầy đủ bác nha. Đó, khỏi phải lằng đằng ha. Thì đối với con thì em có một con thùng xốp thôi, còn lại một con không thùng trong kia anh em. Đấy. Và có nhiều bác em hỏi là cái đời á, thì cái đời mà mặt trắng này là những cái đời sau nha, còn cái đời Gold là cái đời sản xuất đầu tiên của hãng. Và cái hàng Gold nó sản xuất rất rất ít luôn, rất ít trên thị trường. Vậy vì cái chi phí mà làm ra cái sản phẩm mặt Gold đó thì nó là cái mặt nhôm phay chứ không phải là mặt sơn, cho nên chi phí nó sẽ, của hãng nó sẽ cao, em bảo đảm như chuyện đó cho anh em. Cho nên là những cái con Gold đó, người ta sản xuất ít đi và người ta bỏ mẫu, người ta sẽ bắt đầu làm những cái con silver. Silver là mặt sơn ha, cho anh em biết ha, những con này con đời sau nè. Cho nên là những con cái đời nặt Gold nó sẽ ra, năm sản xuất nó sẽ trước hơn và cái giá thành của nó lại cao hơn. Cho nên là đối với con Gold thì hiện tại ở shop em là con này em bán có 54 triệu ha, 54 triệu. Và con này em giảm giá cho bác khách trong lễ trong cái đợt này thì em giảm ngay 1 triệu nha. Cho anh em và các bác thì còn lại 53 triệu thôi, có một con ngay thùng shop. Riêng đối với những con là Luckman L505X này, thùng shop mà con Gold này thôi thì em đã rẻ hơn các cái anh em khác, nói chung là vùng miền anh em, thì trong miền Nam của chúng em thì giá lúc nào nó cũng phải tốt hơn miền ngoài vài triệu một con. Cái đó là chuyện hẳn nhiên, không có nói được. Cho nên em khỏi phải lăn tăn. Tại sao đã trong mình ở đây 305V bán dữ lắm, 54, 55 triệu, ngoài đó 57, 58 triệu. Trong đây con này 54, 55 triệu, con kia ngoài kia, con này ngoài kia gần 60 triệu, nó là vậy 59, 60 triệu. Anh em, tùy anh em thôi. Bác nào tin tưởng thì ủng hộ shop giống như của em thôi ha. Cho nên em khỏi phải phân vân và lăn tăn. Nó hiển nhiên như vậy luôn, mặc định luôn nha. Giá trong em, tụi em trong này là luôn luôn gần như là giá tốt hơn rất nhiều để cho anh em chơi. Và những cái sản phẩm tại shop em là hàng tuyển chọn, hàng tuyển chọn cho anh em chơi đó. Rồi thì đây là cái con Amalie của bác nha. Chủ yếu là test cho anh bác thấy máy móc của bác nè, đẹp len ken, hoạt động ok hết nè bác nha. Em kiếm nè, đúng số series của nó luôn nha bác nha, 00010 ha. Đó, để bác khỏi phải lằng đằng ha. Rồi nè, 505UX có G, G là viết tắt của chữ Gold đây nha. Còn cái con mà trơn thì nó không có cái chữ G, con silver nó không có chữ G đó. Rồi rồi thì em ghép tạm nó với đôi lo 4312 A control monitor anh em. Đấy đó, con này thì em quay chi tiết anh em hết rồi. Đây đánh rất là phê nha, đây anh em nghe tiếng bass à. Đó. Đó, tròn đầy uy lực luôn. Đó, rất là phê. Và có nhiều anh em hỏi tại sao con này em không sell, thì tối hôm nay tối hôm nay em sẽ sell cho anh em cặp này luôn để anh em chơi nhanh gọn lẹ ha. Thì cặp này em đang bán cho anh em với cái mức giá là 21 triệu. Em sell cho anh em duy nhất một cặp này thôi, chỉ có một cặp em làm luôn là 20 triệu, chơi đẹp luôn anh em nhé. Anh em nào yêu thì chốt và chuyển tiền ngay thì em sẽ bán luôn nha. Đấy, anh em khỏi phải lăn tăn, cặp này em quay hết rồi anh em nhé. Em đang đẩy cái cần, em tháo cái cần ra luôn. Đó. Lò quá đẹp đi, kiền đẹp nè, bát rất đẹp luôn. Giá này là chơi thoải mái rồi anh em. Đấy, cái nào em nhắm em sell được là em sell, còn những sản phẩm đặc biệt em không sell được thì em sẽ không sell anh em, chứ không phải là món nào mình cũng sell được. Tại có những cái món mình nhập về rất là cao, mình bán không có lãi mà mình sell nó là mình lỗ chắc, cho nên mình sẽ không sell được, anh em thông cảm. Còn những cái món nào mình nhập về đúng giá, đúng giá thị trường mình bán thì mình cảm thấy món đó sell được cho anh em thì mình sẽ sell. Đấy anh em nha, nên anh em thông cảm ha.
Đó. Rồi, thì đây là con ly của bác nha. Ok hết rồi bác nha. Rất đẹp nha. Thì ngày mai em sẽ tiến hành đóng gói rồi cho bác luôn nha. Thì bác đã chuyển cọc cho em là 33 triệu rồi. Bác chỉ chờ clip này nữa thôi là bác sẽ chuyển nốt phần còn lại là 20 triệu nữa. Đấy. Em thấy không? Các bác rất là uy tín nha. Chuyển là bác chuyển ngay. Giống như bác khách này đây. Họ mua con Aquafy E460 kèm cộng với cộng cặp dây loa Van Heel Max 5 nè. Bác chuyển một cái drop lên. Đấy. Đó, thì ngày mai em cũng đóng gói cho bác luôn. Con này em có đã test rồi bác nha. Đó. Rồi thì em tới đây em cũng xin kết thúc clip nha. Thì để làm những cái sản phẩm khác cho anh em chơi. Xin cảm ơn anh em. Và ở đây thì 5x5 UX Gold. Em còn một con bên trong ha. Con không thùng xốp ha. Đấy. Con không thùng xốp đấy. Thật ra thì hai cái con này em nhập, con thùng và con không thùng này em nhập bằng giá nhau, cho nên anh em thấy là em đăng bằng giá. Nhưng mà bây giờ con này em có thùng em giảm 1 triệu thì con đó em cũng phải giảm cho anh em luôn. Để anh em cân đối, con đó thì em sẽ giảm cho anh em là còn lại là 1 triệu rưỡi đi, tại nó không có thùng là còn lại 52 triệu 500 ngàn. Đấy. À, con đó đẹp lan can luôn, cũng vậy đủ phụ kiện cho anh em, dây nguồn khiển rin, chỉ không có cái thùng thôi. Đấy anh em nha, 52 triệu 500. 505 UX Gold anh em nha. Anh em lưu ý ha, chứ không phải là màu silver. Silver thì có con này là 50 triệu này, không thùng 50 triệu này. Con này có thùng là 52 này. Đều là hai con này là 24 hết này ha. Đẹp long lanh hết. Đó. Đấy. Nói vậy thôi. Rồi, em xin kết thúc anh em nha. Dạ xin cảm ơn rất nhiều ạ.